Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn để quý vị tiến hành cái công việc là cắt tóc. Đó. Vậy thì trong tháng 2 âm lịch chúng ta nên cắt tóc vào những ngày nào để được may mắn thuận lợi? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thì cái việc cắt tóc cạo râu ấy thì nó cũng có rất nhiều cái kiêng kỵ mà ông bà ta truyền lại. Các cụ có nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái răng, cái tóc cũng là một cái phần trong cơ thể, đặc biệt là với mái tóc của chúng ta. Tóc cũng là một phần trong cơ thể, đâm ra là nếu mà cắt vào những cái ngày đại kỵ ấy, thì các cụ cho rằng là gì? Nó sẽ là mất đi cái may mắn, mất đi cái tài lộc và mất đi cái sinh khí của con người. Vì vậy mà cái việc cắt tóc thì ngày xưa ấy, các cụ chọn rất là kỹ, không phải là bạ ngày nào cắt ngày đấy. Đấy. Vì vậy mà cái việc chọn ra ngày tốt cắt tóc cũng giúp phần quý vị là tạo thêm được cái vẻ đẹp, tạo thêm cái sự tự tin và mang lại nhiều cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Đó. Vậy thì trong tháng 2 âm lịch, chúng ta sẽ chọn được những ngày tốt nào để cắt tóc? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì để chọn ra cái ngày tốt cắt tóc ấy, thì Tử Thông sẽ sử dụng cái tài liệu là Ngày Tốt Toàn Thư. Đó. Quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư ở cái trang 184 nhé, là các tiêu chí lựa chọn ra ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc, cạo râu hoặc là làm đẹp. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày tốt cho mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ ông thầy nào nhé. Thưa quý vị, bao giờ cũng vậy, thì để lựa chọn ra ngày tốt thì bao giờ chúng ta cũng cần phải loại bỏ ra những ngày xấu còn tránh trước. Đúng không? Sau khi loại bỏ ra những ngày xấu rồi thì chúng ta mới chọn được ra những ngày tốt lành nhất. Đấy. Như các quý vị đã biết ấy, cái tháng 2 âm lịch nó là tháng Đinh Mão. Cái tháng Đinh Mão này nó là tháng đủ nhá, có 30 ngày. Ngày mùng 1 nó sẽ là ngày Quý Dậu. Và cái tháng này nó khởi ngày dương lịch ấy, từ ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch năm 2024 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 nó Giáp Thìn. Đó. Và những ngày xấu cần tránh để tiến hành cái công việc cắt tóc cạo râu làm đẹp trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 ấy thì bao gồm những ngày sau. Ngày số đầu tiên chúng ta cần loại bỏ đó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng có 2 ngày đúng không ạ? Ngày sát chủ âm và ngày sát chủ dương. Ngày sát chủ dương thì nó sẽ là ngày Tý, sát chủ âm nó sẽ là ngày Sửu. Đó. Và ngày Tý thì chúng ta sẽ có ngày mùng 4 là Bính Tý này, 16 Mậu Tý và ngày 28 là ngày Canh Tý. Thì tất cả những ngày sát chủ này chúng ta cũng sẽ không dùng nhé. Còn ngày Sửu cũng vậy, ngày Sửu thì chúng ta cũng sẽ có 3 ngày. Mùng 5 là ngày Đinh Sửu, 17 là Kỷ Sửu và ngày 29 là ngày Tân Sửu. Thì đây cũng là những ngày xấu mà chúng ta không dùng. Ngày xấu thứ hai mà nó cũng gây ra sự bất lợi cho cái việc cắt tóc ấy, đó chính là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử thì nó là ngày Thìn nhé, ngày Thìn. Đấy. Trong ngày Thìn chúng ta sẽ có 2 ngày, mùng 8 là ngày Canh Thìn và ngày 20 là ngày Nhâm Thìn. Thì đây cũng là 2 ngày Thụ Tử, 2 ngày xấu mà cần phải kiêng kỵ, không được dùng. Tiếp theo ngày thứ ba mà người ta cũng thường kiêng ấy, đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương chúng ta có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 đúng không ạ? Ngày mùng 3 thì nó sẽ rơi vào ngày Ất Hợi. Mùng 7 là ngày Kỷ Mão. Ngày 13 thì nó rơi vào ngày Ất Dậu. Ngày 18 nó là ngày Canh Dần. Ngày 22 thì nó là ngày Giáp Ngọ. Và cuối cùng là ngày 27. 27 thì nó rơi vào ngày Kỷ Hợi nhé. Đó. Tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ, đó là ngày Nguyệt Kỵ đúng không ạ? Các cụ có nói là gì? Mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ, huống chi là đi buôn. Vậy nên cái ngày Nguyệt Kỵ thì chúng ta cũng kiêng dùng. Ngày Nguyệt Kỵ thì bao gồm ngày sau. Ngày mùng 5 là ngày Đinh Sửu. Ngày 14 thì đó là ngày Bính Tuất. Ngày 23 thì nó sẽ rơi vào ngày Ất Mùi. Đó. Đó là ngày mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ, huống chi là đi buôn. Tiếp theo, một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ thì đó là ngày gì? Ngày Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến, Nguyệt Phá đó. Nguyệt Kiến thì quý vị cần phải xem xét nha. Tiếp đến là ngày gì? Ngày Nguyệt Phá. Thì trong cái tháng Đinh Mão, ngày Dậu là ngày Nguyệt Phá đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Ngày Dậu là chúng ta sẽ có 3 ngày nhé. Mùng 1 là Quý Dậu này. 13 là Ất Dậu và ngày 25 là ngày Đinh Dậu. Thì đây là đều là ngày xấu. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ trong việc cắt tóc thì đó là ngày Kiếp Sát, Tai Sát và Nguyệt Sát.
Thì tháng này kiếp sát nó ở Thân. Đấy. Tai sát nó ở Dậu và Nguyệt sát thì nó ở Tuất, đúng không? Thân Dậu Tuất. Vậy nên 3 ngày này thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. À, tiếp theo ấy, đây là ông này kiếp sát này. Ông này tai sát này. Và ông này phạm Nguyệt sát. Vậy nên là 3 ngày này chúng ta không dùng nhé. Đó. À, tiếp theo thì quý vị có thể gì loại bỏ một ngày nữa là ngày Nguyệt Hình, đó là ngày Tý. Ngày Tý thì trùng với ngày sát chủ rồi. À, ngày Nguyệt Yếm thì nó là ngày Dậu, thì nó trùng ngày Thụ Tử, đúng không ạ? Và những ngày cắt tóc thì người ta kỵ các ngày sau này. Đầu tiên là kỵ những ngày Đinh, thứ hai là kỵ ngày 12, ngày 15, đúng không ạ? Ngày Đinh thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Ngày 15 là Đinh Hợi này, không dùng này, đúng không ạ? Ngày mùng 5 là Đinh Sửu, không dùng. Ngày 25 là Đinh Dậu thì cũng không dùng được, đó. Thì đó là những cái hung sát tinh mà chúng ta cần phải tránh để chọn ra ngày tốt. À, sau khi loại bỏ tất cả những hung tinh rồi, quý vị cũng mở trang 184 để chúng ta chọn ra những ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc cạo râu. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư, tự xem cái ngày tốt cắt tóc cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đó. Thì ngày tốt đầu tiên mà chúng ta chọn cho cái việc cắt tóc ấy, đó là ngày có là ngày giải thần, đúng không ạ? Ngày giải thần thì trong cái tháng 2 Đinh Mão thì nó sẽ là ngày Thân. Nhưng ngày Thân lại phạm vào kiếp sát, đâm ra là gì? Quý vị cũng cần phải lưu ý, xem xét thật kỹ trước khi dùng nhé. Thứ hai là ngày trừ thần, ngày trực trừ ấy. Trừ nó là ngày Thìn ấy. Trực trừ nó là ngày Thìn. Nhưng mà nó lại phạm vào ngày Thụ Tử, chúng ta không dùng, đúng không ạ? Tiếp đến là chúng ta chọn những ngày có Thiên Đức. À, Thiên Đức thì là những ngày Thân. Đấy, quý vị có thể cân nhắc những ngày Thân nhé, có thể tiến hành công việc cắt tóc được. Nhưng mà cũng phải lưu ý thật kỹ tùy theo tuổi. À, tiếp đến là Thiên Đức Hợp thì là những ngày Tỵ, đúng không ạ? Ngày Tỵ thì chúng ta sẽ có 2 ngày. Mùng 9 Tân Tỵ và ngày 21 là ngày Quý Tỵ nhé. Như vậy tôi ghi mùng 9 Tân Tỵ ở đây. 9 này, Tân Tỵ này. Tân Tỵ là ngày tốt đầu tiên. Và ngày 21, 21 là ngày Quý Tỵ. Đó là 2 ngày tốt đầu tiên. À, tiếp theo là chúng ta còn chọn được ngày Nguyệt Đức là những ngày Giáp. Ngày Giáp là chúng ta có ngày mùng 2 Giáp Tuất, 12 Giáp Thân và ngày 22 là Giáp Ngọ thì không dùng được, đúng không ạ? Ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Kỷ. Ngày Kỷ thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Ngày Kỷ thì chúng ta sẽ có ngày 27 là Kỷ Hợi này, 17 là Kỷ Sửu và ngày mùng 7 là ngày Kỷ Mão thì cũng không dùng được, đúng không ạ? Như vậy là gì? Chúng ta chỉ có 2 ngày tốt là ngày mùng 9 này. 9 này là ngày Tân Tỵ. Và ngày 21 là ngày Quý Tỵ. Thì ngoài ra chúng ta còn ngày nữa. Xét theo các những ngày không bị phạm thì quý vị có thể chọn ngày như sau này. Những ngày mùng 10 này. Mùng 10 là ngày Nhâm Ngọ này. Đó, mùng 10 Nhâm Ngọ này, 11 là ngày Quý Mùi này. Đó. Quý vị có thể chọn ngày mùng 11 là ngày Quý Mùi này. Đấy. Thêm nữa là gì? Thì ngoài ra quý vị có thể chọn ngày mùng 6 nhé. Mùng 6 là ngày Mậu Dần này. Mậu Dần. Ngày 30. 30 là ngày Nhâm Dần. Đó. Đó, đó là những ngày tốt mà chúng ta có thể tiến hành công việc cắt tóc. Như vậy là gì? Trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ có gì? Có được 6 cái ngày tốt, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có 6 ngày tốt nhá. 6 ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc. Trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, đó là tháng Đinh Mão ấy. Đó. Thì bên cạnh đó quý vị có thể mở cái trang, mở trang 127. Trang 127 để quý vị gì có cái phần là chọn giờ tốt để quý vị có thể tự chọn giờ tốt cho mình, cho mọi việc được hanh thông thuận lợi nhé. Đây có rất nhiều ngày tốt đem ra tử thông sẽ không thể có đủ thời gian để lựa chọn cho quý vị được. Và những ngày tốt cắt tóc trong tháng 2 âm lịch giúp quý vị được thuận lợi hanh thông thì bao gồm những ngày sau. 1 là ngày mùng 9 là ngày Tân Tỵ.
2 là ngày 21 là ngày Quý Tỵ. Ngày tốt thứ 3 là ngày mùng 10 là ngày Nhâm Ngọ. Ngày tốt thứ 4 là ngày 11 là ngày Quý Mùi. Ngày tốt thứ 5 là ngày mùng 6 ngày Mậu Dần. Ngày tốt thứ 6 là ngày 30 là ngày Nhâm Dần, đúng không ạ? Thì ngoài ra quý vị có thể chọn ngày 12 là ngày Giáp Thân và ngày 24 là ngày Bính Thân. Thì nó có thiên ức hợp, nguyên ức hợp, nó cũng sẽ rất là tốt. Đó. Đó là những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.